Hưởng ứng lời kêu gọi của các hội đoàn và đảng phái quốc gia tại Toronto, một phái đoàn gồm 15 người được hướng dẫn bởi Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia là ông Đỗ Hồng Anh và Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thị Đốn và Phụ Cận là ông Đoàn Hữu Định đã đến thành phố Toronto vào khuya ngày thứ Sáu 25 tháng 6 để chuẩn bị có mặt trong cuộc biểu tình chống sự hiện diện của Nguyễn Tấn Dũng vào ngày hôm sau, nhân dịp hắn đến đây tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 quốc gia kỹ nghệ và đang phát triển. Họp với các phái đoàn về từ Montreal, Canada và Pennsylvania, Hoa Kỳ, phái đoàn Washington, D.C. đã bày tỏ tinh thần đoàn kết, gắn bó với đồng bào và các hội đoàn địa phương trong sinh hoạt đấu tranh đầy khí thế dưới cơn mưa vào trưa ngày thứ Bảy 26 tháng 6 tại Queen's Park thuộc thành phố Toronto. Trình bày về lý do khiến cho phái đoàn Washington, D.C. vượt đường xa về Toronto tham dự biểu tình, ông Đỗ Hồng Anh nói rằng: Từ Washington, D.C., phái đoàn của chúng tôi gồm có 15 người, trong đó có ông Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thị Đốn và Phụ Cận, có mặt tại công viên Queen's Park hôm nay là để hiệp lòng hiệp sức với đồng bào tại Montreal, tại Toronto và từ những nơi khác về đây để tham dự cuộc biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng là kẻ đại diện cho một chế độ cộng sản bạo tàn, trong nước thì đàn áp nhân dân, đối với ngoại bang thì khiếp nhược, ương hèn dân đất nhượng biển. Do đó, nơi nào có những tên cộng sản ác ôn như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết là cộng đồng người Việt chúng ta, những người Việt yêu nước, những người Việt yêu chuộng tự dân chủ là phải có mặt. Đó là lý do vì sao chúng tôi có mặt tại đây. Bày tỏ sự đồng tình, ông Đoàn Hữu Định lên tiếng. Chúng tôi qua đây là đáp lời mời của Hội Cựu Quân Nhân vùng Toronto và ban tổ chức biểu tình chống Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng. Sự có mặt chúng tôi đây để chứng tỏ cái tình đoàn kết giữa các cựu quân nhân cùng với các đồng hương từ bên Mỹ cho đến Canada. Đây là một sự đoàn kết mà chúng ta cần phải chứng minh cho Việt Cộng ở trong nước nhận thấy rõ rằng là ở hải ngoại có sự chống đối. Mà sự chống đối này đó không phải là một sự chống đối gọi rằng là thỉnh thoảng mới có, nhưng mà đó là một sự chống đối thường xuyên. Bất cứ nơi nào Việt Cộng đến, chúng ta đều có mặt, những người Việt quốc gia đều phải có mặt để làm gì? Để nói lên rằng là chúng ta không chấp nhận cái thể chế độc tài, độc đảng ở trong nước, mà cái thể chế đó phải chấm dứt và phải trả quyền lại cho người dân bầu lên một cái thể chế mới để mà làm gì, để mà đương đầu lại với tất cả những cái chuyện mà cộng sản hiện giờ đang đàn áp đất nước chúng ta, đang đi qua lấn áp đất nước chúng ta, đang sử dụng quyền tài nguyên của đất nước chúng ta một cách vô lối, một cách tự nhiên. Chúng ta không thể nào chấp nhận chuyện đó. Cái thứ hai nữa là tất cả những vấn đề mà tự do tôn giáo cũng như là những cái chuyện mà đàn áp những người có tiếng nói dân chủ đó, thì những cái đó là chúng ta cần muốn chứng tỏ cho thấy rằng là cái thể chế cộng sản hiện giờ cần phải chấm dứt và trả quyền lại cho người dân. Mục đích chính của cuộc biểu tình đã do đại diện ban tổ chức là ông Nguyễn Văn Tấn cho biết như sau. Dạ, thưa anh, thưa khán thính giả của đài SBTN qua Thịnh Đốn, tôi là Nguyễn Văn Tấn, chủ tịch hội cựu quân, chủ tịch ủy ban kiểm trợ phong trào dân chủ quốc nội và là trưởng ban tổ chức cuộc biểu tình ngày hôm nay. Thưa anh, trong cái tình hình G20 về họp tại Toronto, Canada, trong đó 20 quốc gia giàu có nhất thế giới và thêm 5 quốc gia với quan sát dự cuộc họp với tính cách quan sát viên, trong đó có phái đoàn Cộng sản Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đại diện phái đoàn. Do đó, khi nghe tin Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đến Toronto thì tất cả các hội đoàn và đảng phái quốc gia tại đây chúng tôi có cuộc họp và đồng thời các đảng phái và hội đoàn ở đây đã bầu tôi làm trưởng ban tổ chức để tổ chức biểu tình ngày hôm nay. Thưa anh, thứ nhất là trước dư luận quốc tế và đồng bào quốc nội hải ngoại ngày hôm nay tập hợp tất cả các nơi về đây, chúng ta trước dư luận quốc tế chúng ta tố cáo Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái chế độ độc tài đảng trị, bóp nghẹt mọi tiếng nói của người dân, đồng thời đàn áp tự do tôn giáo, cắt đất dân biển cho ngoại bang. Trước sự hèn nhát đó, do đó mà cộng đồng người Việt khắp nơi đã đổ xô về đây để có cuộc biểu tình ngày hôm nay để nói trước dư luận quốc tế và đồng bào trong nước biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một chế độ độc tài trong trị ngày hôm nay. Thưa anh, mặc dù mục đích biểu tình của cộng đồng người Việt có khác với các đoàn biểu tình của các sắc dân khác trước nghị viện của tỉnh bang Ontario, nhưng mẫu số chung vẫn là đòi hỏi tự do, dân chủ đối với những chế độ độc tài hay cộng sản. Vì thế, bất chấp cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, mọi người vẫn đứng tại chỗ, hô to các khẩu hiệu và giơ cao những biểu ngữ tranh đấu cho những mục tiêu cao cả đó. Đoàn biểu tình của người Việt
đã đặc biệt nổi bật lên trong đám đông biểu tình, chẳng những bởi màu cờ vàng rực rỡ và những biểu ngữ ý nghĩa, mà còn bởi một biểu tượng cho một nhà tù sơn đen, trong đó có nhốt một tù nhân chính trị và những bức ảnh với hình Nguyễn Tấn Dũng bị kẹt chéo. Những hình ảnh đặc biệt này là những lời tố cáo mạnh mẽ nhất về chính sách đàn áp tự do, vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với 85 triệu đồng bào trong nước. Human rights for Vietnam. Human rights for Vietnam. Democracy for Vietnam. Democracy for Vietnam. Human rights for Vietnam.